gặp về tắc đường, đã thế nhá, lại còn gặp ngay về cái thằng dở hơi. Anh bảo em đi làm gái hả? Ai người công khai làm những chuyện này trong văn phòng mà lại nói là không có gì à? Anh sang nó đến mức đấy rồi mà cô vẫn không hiểu à? Hả? Nếu khinh thường người khác ấy, thì ắt có ngày hai người phải trả giá vì khẩu nghiệp của mình gây ra. Chắc chắn là mình báo tin này, anh ấy sẽ rất là hạnh phúc. Ôi, rõ là hãm. Sáng ra ấy, vừa gặp về tắc đường, ta thế nhá, lại còn gặp ngay về cái thằng dở hơi. Mình... Anh làm sao đấy? Thì đã tắc đường rồi, lại còn có cái thằng cứ đi chen lấn xô đẩy xong dùi một cái, đâm phải gương của anh. Ôi, thế là lại mất tiền rồi. Thôi anh ạ, coi như là của đi thay người. Người nào đấy? Cái gì đấy? Anh không biết đây là cái gì à? Đây là que thử thai. Chúc mừng anh được làm bố rồi đấy. Bố nào ở đây? Em bị chậm nên mua que về thử. Em có bầu rồi anh ạ. Có bầu à? Em mong chờ được con này lâu lắm rồi. Nó là minh chứng tình yêu của hai chúng mình. Anh làm sao đấy? Anh không vui à? Anh vui. Thế nhưng mà anh bảo như thế này nhá. Bây giờ như thế này này, hay là em đi giải quyết nó đi, xong rồi chi phí hết bao nhiêu thì anh lo hết nhá. Anh lo hết. Anh bảo em phá thai á? Nó là máu mủ của anh mà. Không phải, tại vì bây giờ ấy, anh chưa thể có điều kiện để làm bố được. Ở ngoài kia còn 30 công việc đang chờ anh kìa. Yên tâm đi, sau khi sinh con ra, em sẽ ở nhà chăm sóc con, lo cho gia đình. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công tác. Vấn đề nó không phải ở chỗ đấy, vấn đề nó ở chỗ khác cơ. Mà thôi, bây giờ anh phải bận đi họp trước đây. Em nhớ giải quyết ngay trong chiều nay đi nhá. Xong rồi hết bao nhiêu tiền thì bảo anh nhá, anh đi đây. Gì đang xảy ra thế này? Công việc em đã lo xong xuôi hết cả rồi đấy. Anh thấy em có giỏi không? Em thì lại quá giỏi luôn ý chứ. Thế thì thưởng cho em đi. Được luôn. Hôm nay á, anh sẽ dành hết thời gian cả ngày để đưa em đi shopping, được chưa? Đây mới chính là người yêu của em chứ. Chuyện yêu anh nhất trên đời. Này, cô ở đâu chui ra mà vào phòng người ta không gõ cửa, không có chút lịch sự thế nào? Anh giải thích đi, chuyện này là sao? Không có gì đâu. Ai người công khai làm những chuyện này trong văn phòng mà lại nói là không có gì à? Tôi đang mang trong mình giọt máu của anh đấy, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Thế cô vẫn chưa bỏ cái của nợ ấy đi à? Nó là con của anh đấy. À, tôi nói cho cô một lần rồi nhá, đừng để tôi nói lại lần nữa nghe chưa? Em yêu anh thật lòng mà. Tôi không nói nhiều nữa. Hôm nay cô phải giải quyết đi cho tôi. Cô đừng có mà ở đây lằng nhằng nữa. Ý của anh là sao? Sao chăng cái gì nữa? Anh sang nó đến mức đấy rồi mà cô vẫn không hiểu à? Hả? Buông tha cho anh ấy đi. Cô là ai mà có quyền xen vào chuyện của bọn tôi? Đối với tôi ấy, cô chỉ là một thứ vui chơi qua đường thôi. Cô đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Cô nghe rõ chưa ạ? Cái loại vừa xấu xí, vừa bẩn thỉu như cô ấy, được người khác vui chơi qua đường mà may mắn lắm rồi. Cô đừng có mà mơ mộng ảo tưởng nữa đi. Sau tất cả, thì ra đây là bộ mặt thật của anh sao? Phải, đây là bộ mặt thật của tôi đấy. Thì làm sao? Mà tôi nói cho cô biết luôn nhá, cái loại đàn bà con gái dễ dãi như cô ấy, không biết còn ngủ với bao nhiêu thằng nữa, mà chắc gì cái thai trong bụng của cô đã là của tôi hả? Anh đúng là đồ khốn nè. Thôi, cô đừng cố làm cái gì nữa đi. Đã là vịt ý, thì không hóa thành thiên nga được đâu.
anh Sang là lá ngọc cành vàng và người như anh Sang trở với tôi thôi. Chúng tôi là trời sinh một cặp. Đi thôi anh. Sao không? Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Tại sao lại có người nhẫn tâm như thế? Nỡ bỏ cả con của mình. Em đừng có bi quan như vậy. Tương lai ở phía trước ấy còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Em có biết anh mến em bởi vì gì không? Bởi vì em là một cô gái ngây thơ, hiền lành nhất mà anh đã từng gặp. Cảm ơn anh. Thôi nào, vui vẻ lên, mạnh mẽ lên nào. Em đừng có yếu đuối như vậy. Em không được cho phép bản thân của mình gục ngã trong lúc này. Hãy tự tin lên, có anh ở đây rồi. Tại sao anh lại... Em đừng nói gì cả. Em có thể cho anh cơ hội được làm bố của con em. Anh hứa sau này anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Em không cần lòng thương hại. Kìa em, đây không phải là lòng thương hại, là bởi vì anh đã mến em từ rất là lâu rồi, nhưng anh không dám thổ lộ ra bên ngoài. Anh biết trải qua chuyện này em sẽ bị tổn thương rất là nhiều. Anh muốn là một bờ vai vững chắc để cho mẹ con em dựa vào thôi. Nhưng như thế anh sẽ bị mang tiếng là đổ vỏ. Em đừng có tin miệng lưỡi thế gian là cái gì cả. Quan trọng nhất ý vẫn là ở trong tim của mình. Cảm ơn anh đã dang rộng vòng tay để đón hai mẹ con em. Nhưng sự nghiệp của anh đang thăng tiến. Hơn nữa ngoại hình của em lại còn không xinh đẹp. Em đừng có mà lùi nữa. Quan trọng nhất là chỉ cần trong tim em có anh là được mà. Tới đây thăm vợ con anh không được à? Nhưng mà em đang trong giờ làm việc mà. Chỉ cần những lúc nào mà anh nhớ em ấy thì anh sẽ đến. Anh dẻo miệng quá đấy. Cái gì đấy anh? Đây, đây là bộ combo mụn trứng cá của tập đoàn Kohino, gồm có viên uống Lick Skin Cleanness có tác dụng sâu từ bên trong và serum mụn Lick Skin Clean Acnes có tác dụng loại bỏ mụn trứng cá, mụn mủ, mụn bọc rất là nhanh, lấy lại làn da trắng sáng, mịn màng, không còn thâm sạm. Nhưng mà em không dám sử dụng mỹ phẩm đâu. Da của em nhạy cảm như thế này, anh cũng biết mà. Em sợ tác dụng phụ lắm. Bộ combo Rich Skin Cleanness và Rich Skin Clean Acnes dùng được trong các trường hợp da nhạy cảm, dị ứng, mẩn ngứa đã được kiểm chứng đàng hoàng rồi. Với lại nhá, các sản phẩm của tập đoàn Kohino đều có tem xác thực điện tử cao cấp chống hàng giả, rất là uy tín và chất lượng, cho nên em cứ yên tâm mà sử dụng. Nào, em uống đi. Anh tin ý, chắc chắn chỉ có một thời gian ngắn nữa thôi em sẽ cảm nhận được sự thay đổi của chính bản thân mình. Anh mong sự thay đổi bản thân của em lần này sẽ là nguồn động lực của anh này. Và em sẽ cùng anh, cùng đồng hành trong cuộc sống khó khăn phía trước em nhé. Cảm ơn anh. Thank you.
chuyện gì vậy anh? Em có biết cái hợp đồng đấy quan trọng với công ty như thế nào không? Thế mà tại vì sao em lại làm hỏng nó? Hả? Em biết lỗi lần này là do em chủ quan cho nên mới ra như vậy. Em lúc nào chả lỗi này lỗi nọ. Thế anh hỏi em nhá, thế lỗi của em gây ra ấy, xong ai gánh? Tôi gánh chứ ai? Thôi anh, dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ anh như vậy thì tình hình càng trở nên căng thẳng hơn thôi. Chú đừng tưởng cái cổ phần ở công ty này là của chú nhá. Cổ phần công ty này là của bố mẹ chú để lại cho chú. Thế nhưng mà chú là một người làm ăn không có trách nhiệm gì cả. Thử hỏi đến lúc mà công ty phá sản rồi thì hậu quả lớn như thế làm sao mà tôi có thể chịu được hết chứ? Anh Sang, em làm việc là dựa trên năng lực của bản thân, chứ không phải dựa vào ai cả. Em biết lỗi lớn là do em sẽ rút kinh nghiệm. Thế thì để đến lúc mà công ty phá sản ấy thì chú mới đúc kết được ra một cái bài học nhớ đời à? Hả? Thôi được rồi, từ ngày mai em sẽ ra khỏi công ty, mọi công việc em sẽ bàn giao lại cho anh. Đấy là chú nói nhá, không phải là tôi nói đâu. Dám làm thì dám chịu, anh cứ yên tâm. Còn đây là hồ sơ và tài liệu của dự án. Tôi mong rằng sẽ có người tiếp quản thay tôi tốt hơn. Anh thấy kế hoạch của em có hay không? Quá hay luôn, là đằng khác ấy chứ. Một bước nhá, đuổi cổ nó ra khỏi công ty. Đấy, lúc đấy ấy, đỡ phải tranh giành em ạ. Em thấy tuy bố mẹ anh và bố mẹ anh ta là anh em, nhưng mà thời các cụ ngày xưa rồi, bây giờ là thấy anh em chúng mình. Đúng rồi. Bây giờ mà cứ chung động á, có ngày trắng tay như trời ấy. Em chỉ được cái lo xa đấy. Thế em lo xa cho ai? Lo xa cho tương lai của hai chúng ta chứ đúng không? Thôi, đi. Anh làm sao đấy? Anh không sao. Anh nói anh không sao mà mặt anh như người mất hồn thế này à? Anh trắng tay rồi. Anh đừng nghĩ như vậy. Anh còn có hai mẹ con em ở bên cạnh anh mà. Anh phải suy nghĩ tích cực lên. Chẳng phải anh vẫn luôn nói với em, mọi chuyện trong cuộc sống mình đều phải suy nghĩ tích cực sao? Anh cảm ơn em. Thôi, bây giờ bọn mình không nói nhiều nữa. Đi về nhà, em nấu cho anh một bữa cơm thật là thịnh soạn để chuẩn bị cho một hành trình phía trước. Hành trình phía trước á? Đúng rồi, em có đăng ký cho anh một lớp vật lý trị liệu với bác sĩ người Hàn Quốc. Em tin là nhất định rồi anh sẽ hồi phục và có thể đi lại được bình thường. Chúng ta còn cả một hành trình dài và một tương lai phía trước nữa. Đúng rồi, chúng ta vẫn còn một hành trình dài nữa. Cảm ơn. Anh cảm ơn người vợ xinh đẹp của anh nhé. Cũng là nhờ có anh và combo trị mụn trứng cá Rich Skin Clean Net và Rich Skin Clean Acne mà em mới có thể trở nên xinh đẹp như thế này đấy. Thôi, mình đi về. Sao nữa? Sao lại về sớm thế này? Ngồi xuống đây sao? Khách này khó chiều lắm. Khó chiều ấy thì em cũng phải chiều. Em có biết đây là cái cần câu cơm của công ty không? Nhưng mà... Không có nhường nhịn gì hết nhá. Em có biết ấy, cái hợp đồng lần này quan trọng với công ty như thế nào không? Nếu như không có nó ấy thì công ty sẽ phá sản. Phá sản thật sự đấy, em hiểu chưa? Lỗi đấy đâu phải do em hả? Thế em quên những cái buổi shopping hàng trăm triệu rồi à? Hả? Anh hỏi em nhá, sau này em có muốn một cuộc sống vinh hoa phú quý không? Nếu mà muốn ấy thì chỉ có cách bây giờ cặp với những đối tác đại gia, mang tiền về cứu vớt công ty này thì sau này em mới hưởng vinh hoa phú quý chứ. Thế còn anh? Anh làm cái gì hả? À thì anh làm những cái việc to lớn hơn. Với cả là anh cũng phải lo cho tương lai của hai chúng mình. Với cả nói chung là em đừng có bàn lùi nữa. Thế là xong. Mất hết rồi. Là sao?
Công ty phá sản rồi, bố mẹ anh cũng đã trốn nợ hết kìa. Cái gì? Thế còn em thì sao hả? Sao chẳng cái gì nữa. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để mà tồn tại chứ làm sao. À, hay là em có sẵn kinh nghiệm trong tay, chắc chắn các đại gia sẽ thích em cho mà xem. Cái gì? Anh bảo em đi làm gái hả? Thì bây giờ em làm tạm thời thôi, sau này có tiền rồi ấy, anh sẽ khôi phục công ty rồi, lúc đấy em sẽ hưởng vinh hoa phú quý mà, nhá. Anh nhìn em đi, em tàn tạ thế này là do ai hả? Em tàn tạ thì chả lẽ anh tươi tỉnh lắm à, hả? Vài tháng nay vật lộn với cả cái công ty này rồi, trời ạ, sao có ngày mình lại thất bại đến như thế này chứ? Xin chào. Em... Sao? Nhân viên cũ không nhận ra à? Em thay đổi nhiều quá. Dạo này em sống có tốt không? Cảm ơn anh, hai mẹ con tôi vẫn sống tốt. Vậy là anh vẫn được làm bố à? Con của tôi vẫn có bố, nhưng mà bố của nó là anh Trung, chứ không phải là anh. Cảm ơn anh, vì anh đã dùng bỏ cô ấy mà bây giờ tôi đã được một cô vợ đẹp, một đứa con ngoan. Tôi không ngờ một con vịt xấu xí ngày nào mà cũng có ngày trở thành thiên nga đấy. Cảm ơn cô. Tôi cũng thật không ngờ một cô gái xinh đẹp và kiêu ngạo ngày nào cũng có ngày đi đến bước đường này. Mày nói cái gì hả? Em định làm gì đây? Anh đừng nói em thế à? Thôi, mình vào luôn công việc chính nhỉ. Ngày hôm nay vợ chồng tôi qua đây để tiếp quản công ty. Mong anh chị hãy bàn giao những thứ còn lại cho vợ chồng tôi. Tại sao? Anh bất ngờ lắm đúng không? Để tôi nói cho anh biết nhé. Sự ra đi trước đây của anh Trung là do một tay tôi sắp đặt đấy. Hai người tưởng rằng hai người giở trò mà tôi không biết chắc. Hóa ra chính các người là... Thôi nào ông anh, cái bẫy đấy là do ông anh bày ra mà. Việc tôi ra đi đã khiến hai người sa đọa vào vũng sâu. Mà đừng trách người khác nữa, muốn trách ấy thì trách bản thân của mình. Hai người, một người hát, một người múa hay lắm cơ mà. Hai người tưởng rằng hai người khinh thường người khác như thế thì sẽ không bao giờ phải nhận hậu quả. Cảm ơn anh, cảm ơn người chồng vĩ đại của hai mẹ con em. Nhờ có anh mà bọn họ đã phải trả cái giá cho tất cả những việc mà họ đã gây ra với em. Hai người nên nhớ, nếu khinh thường người khác ấy, thì ắt có ngày hai người phải trả giá vì khẩu nghiệp của mình gây ra. Cuộc đời này có luật nhân quả. Còn bây giờ ấy, thì hai người ra khỏi đây đi, chỗ này không dành cho hai người nữa rồi. Điều kỳ diệu mang tên